就给你放下飞呗。Đây phụ cho đem đi. Để chi ghi đi. 14, 34 món ăn nữa. Ủa có như vậy mà bốn hả? Không không nha được kìa. Ủa anh ba. Trời ơi bà có chiếc xe bà kéo ra xuống đó hả mẹ? À, đi đi. Chở nặng lắm. Giờ rồi nhiều quá chịu quá đi tới nữa. Dạ ba là phật thân, con của con cái. Dạ ba là phật thân, con của con cái. Thank you.
cái nào cũng chị ba em không biết chạy điện thoại. Điện thoại nhưng mà phải có người chỉ khi mình xài được. Không có nhắc. Không, cái này cảm ứng này dễ xài hơn cái đó. Cảm ứng được. Em ba để bỏ cho cô. Phải bỏ với ba đi được không? Cho nên không chịu ghen ba ủ quá à. Có chị ba này vui ở đâu nữa? Những cái gì là hỏi gì nè. Bỏ nhà bỏ cửa này có một bia 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 lúc nó còn đi làm con cái rồi đi nó đi học kế đây là con mình bắt bịch còn mấy cái à dạ chạy ra đón thôi chứ không biết đâu chạy ra đón đi kêu chú lắm chạy xe vô luôn chạy xe vô để trước mà đó. Chúng ta đừng mơ màng hay kia, các anh đều đang hành danh quá mơ thôi. Tôm, này ghẹ. Tôm ghẹ nhiều. Ê, tôi tắt là phô tô. Bố bố à? Bố bố à? Bố bố anh vui nha. Còn kẻ 403 là anh nhìn nghĩ là bị em chế bố bố. Cứ giá mà không? Kẻ em chế là 403. Còn tôm càng này á thì là tôm càng này bố nó đòi 402 cả 400 mà nó không có mắc không? Chế bố bố. Tại chú bác hỏi nó ra ngồi một hồi trong xe không ai ý hết. Vậy là được. Dùm cái nào mà bắt được cái sẵn kia đó. Bắt lên bếp ga đi. Để sẵn rồi à, đừng hấp luôn chứ. Hả? Bắt làm gì hấp luôn. Hôm ngày em bán con ta rồi. Cái gần nó bán con ta rồi. Họ không đặt bỏ. Họ đừng muốn không đi chặt cho.
anh nằm qua coi đó mà bên Mỹ để mà qua Mỹ à thôi nhà anh nào cũng được đâu gì được đi giống đây nào qua Mỹ tôi là đó tôi biết hai đường mà nếu tôi sang cái đây á mà không tăng cái này giờ mà cái gì bắt nữa cái mắt ai vô gì bắt lại rồi bỏ gì tôi cứ thành không cái này không có dọn nhỏ được tại có cái cuộc chồng nó dạ có dọn nhỏ được chứ lên được gì đi chứ này nó mà để mình sẽ phải đi tới cái à đi tới cái chỗ này nó nên à cái đó là một cái sự chuẩn bị mình làm cái gì đó cái này dính rồi đó cái đó dính rồi cái đó rồi Thank you.
của Việt Nam.
ra đường là nhà của Nguyên nó lên nhà chú đâu có kẹt xe đâu. Đường bự quá hả chú hả? Quá luôn. Dạ bao đúng không? Thôi mai nó lại. Rồi lấy thì mình đóng. Bỏ vô bao ni lông rồi. Cứ giữ là thành vật. Mạnh lắm. Mạnh lắm. Mạnh lắm. Bà nói con cái nằm ký khỏi phơi mà chắc bụng mẹo. Thủ anh ba, thủ cho anh ba. Nắng lên anh ba, không đổi đó. Hối lắm mà dữ lắm. Vừa gọi anh ba phơi cũng ăn ngon lắm. Này ướt quá. Thì ở đây nó cần ướt ướt không mà cho nặng ký lô. Ngực nồng không phải giỡn. Bỏ vô phòng xe có khi chồng hay nó đi cho mấy đứa bạn đó. Nó đi cho mượn miếng hay miếng gì đó. Tại bạn nó mua không có, bởi nó có cái này hả? Này cô cát thiều. Dạ. Cát thiều để gì anh bác? Ngon cát thiều á. Ngon không bác? Ngon, thì cô nghĩ nó dưới đất tiền. Hát con này cát thiều hả anh bác? Không phải. Cát thiều. Dạ không bác? Ông ba là móc hay quá chứ. Nhiều móc đây không đủ rồi đó. Còn thiếu cái nữa. Nhiều. Nhiều lắm á. Sỏi vô dây cũng được vậy anh ba. Tại vì từ miếng vậy nó cháy hơn. Nó bút thư phù. Sỏi vô dây đi anh khỏi làm bẻ móc. Dây cũng được. Dây đi cho nó dễ. Chứ anh bẻ được cái vậy lâu lắm còn một thùng kia nữa. Cô bà chế dừa. Uống dừa chưa? Cô trái dừa nè. Mới chảy luôn mía chiều đi chưa ngọt. Tại vì dừa thì dừa nhà. Hái uống liền. Giống cũng tốt. Chứ không phải dừa mà trái bự. Dừa nó chút thuốc rồi đó. Dừa miền Tây nó đeo lên ngọn chút thuốc vậy đó. Dừa này kia bằng dừa sim. Nói gì ai vậy? Nói cái máy. Ai chưa từng uống thì sẵn đây quảng cáo luôn. Nhưng mà không có bán nha. Đặc biệt uống cho ở nhà thôi. Chứ không có buôn bán gì hết. Rồi giới thiệu đó vậy đó, ai muốn uống thì nên nhớ rồi cái dừa hiệu này ha, không vàng không đỏ cũng không xanh, cái màu nó rất là đẹp. Ở đây chắc có chả nét, chỉ có chả nét không ha. Để đi à? Nó chưa nói chuyện nào nắng dằn cái sạp cái vẻ nắng cái góc chính thế luôn cả cái bánh mì luôn nha. Trời bưng cái rổ rau cũng chụp hình nữa trời. Có giá vậy hả? Cái giá trị ghê. Dạ có mấy hàng nào vậy chứ. Đó là bữa nay thôi nè, có nắng nữa. Đỡ quá. Có nắng đặc biệt. Thank you.
Ủa, tươi quá ha, hả ha? Bồn ha. Ăn quá bà thủ. Chắc là nó không đắng ha, tao luôn, tao gọt nè. Nó lớn gọt cái bỏ vô chè luôn, trời nó đắng quá. Nấu nó xong rồi mới khó ăn. Mà tụi nó nhớ nhớ. Nấu xài á hả? Nấu xài chứ sao nó đắng lắm. Ờ, không biết, chơi thẳng. Nè cái chết. Là bông đó nè. Đây là bông chứ không trái, hết trái rồi. Không, bông trái chứ. Không, bông nó là bông trái trái. Cho mấy tụi con với bố. Hả? Nhà chị bự quá, chồng không được. Mình đi ra ngoài đó luôn được không? Cắt ở đâu? Cắt ở đây hả? Nè tớ, cái này mình ăn nè đó. Cái này nãy mình lập với chị ba nè. Cái này giống như leo không có gì hết. Dạ, hôm qua, hôm qua. Bữa không đẹp. Bây giờ là cái này đó. Hộp về nấu nè, tao, về trong tao. Cái này ấy đó tao. Nó mở tím á. Ừ. Rồi có củ chưa bia thấm hái? Dạ, còn chưa tới tháng nhỏ. Cái này nè tao. Cái này nó canh cho tao ăn quá. Ampelion. Couleur violet. Đậu đậu nó lấy trước đi chợ. Ừ, bún chỉ 6 lạng có 10 ngàn. Đó, 6 lạng. Chứ mốt nữa là 10 ngàn á. Chị có sao nói chị bà không bán quá chắc lên. Khi nào mà nó vàng nó khô như vậy là mình bóp nó đậu đậu ăn cỡ này mới được. Nó là ăn. Trồng á. Chắc rồi, ở đây chắc tụi bá mình trồng gì vậy? Bà có bán bán cho mình hái. Tính nó đòi hái. Đậu trong nhà khói trồng rồi. Nhà tụi bà khói hái. Chúng ta chưa trồng lại hết trồng. Tính khói hái. Chứ hái gì mà khói hái. Cái loại đây là hái chứ không phải làm gì. Loại đây hái. Ờ ngon, cặp tay ngon đó. Ăn đi hả? Rút mẹ luôn đi. Tôi muốn ăn sao dĩa thôi. Không hái được. Này ngon quá, ăn cứng á. Ngon quá. Vậy đó hả? Nó trắng vậy nè, vừa ăn nè. Ủa chứ non ngon chứ. Ngon vậy nó nghe. Xào nó có mềm. Ừ. Cứng. Đi quậy của em ba nha. Con này tàn rồi nè, cũng đậu đũa mà tàn rồi. Vậy hái chơi hả? Chứ đậu đũa kia nó gần chín rồi phải không? Ừ, nó mới hồn. Nè, cái này nè nhé. Cái của em rất giòn. To to hả? Đây có bà cố hả? Đây có bà cố hả? Để con kiếm cọng to to. Anh bàn thấy rồi. Cái này mình trồng nó hơi nhiều quốc nó đòi lại quốc lại luôn. Nó ra trồng thì nó bỏ. Bên đó là xong. Đâu? Xong thì còn á à, ngay cái cây này hả? Bụi chuối, hàng chuối rồi. Bụi sao mình thấy ha? Ăn sáng, tối bị cỏ che lắm. Ăn nước cả lắm hả cô tớ? Trái hả? Ờ má ơi, nhỏ cái này nó bỏ đi. Vậy đi. Không. Cái thằng lông đẹp quá. Trái với thì này là trái. Bà này nó không có sơn. Trắng lắm. Nó còn miếng nào đâu. Thôi, cây này cũng già. Cây
Ăn mấy miếng này ngon rồi, nước ngon. Rồi ăn miếng đó ngọt quá. Trứng. Mía đường ngon quá. Ừ, chặt về tổng rồi lấy rau róc, róc róc không có. Róc ra chặt phanh mới ăn được. Bỏ tủ lạnh lên ăn đã. Đâu đó. Nhiều đó. Không phải tét mà về ăn không có nổi. Trứng luôn. Thank you.
Nó chưa vô cái đầu luôn kìa, tụi mình đứng đây chờ, nó chưa vô dính cái đầu nữa. 600 mấy à? Ừ. Là dưới ngày 800 à? Tao chưa chải tóc đi đàng hoàng mày chụp mày tao thất hưởng đâu, tao tiền đâu. Wait.